Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Học Cờ Tướng Online sẽ cập nhật các bạn trận cờ chấp đỉnh cao đánh trong giải cờ tướng Quảng Kỳ Bôi năm 2022. Bên đỏ đi tiên là danh thủ Tôn Dung Trinh và người cầm bên đen là Dương Thành Thiếu Soái Lữ Khâm. Đây là ván cờ chấp sinh tử của đôi bên. Trong hai ván cờ đầu tiên, lượt đi lượt về, cả đôi bên có tỷ số hòa. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Ván đấu cho vòng 16 người chọn 8. Đây là ván cờ bên đỏ đi tiên danh thủ Tôn Dung Trinh bắt buộc phải chấp hòa bên đen, nếu hòa là bên đỏ thua. Chứ 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 Và tiếp theo sau phần cờ cho bay mã qua biên để chơi đối công đến từ bên đen của Lữ Khâm, thì trong bối cảnh trên, trong tinh thần cầu thắng, bên đỏ quyết định cho phương án điều vào bộ trung lộ ngay, đe dọa phần cờ xuất cục đến từ Tôn Dung Trinh. Phó ba bình năm đang mượn đường cho tiến xe chiếu. Trong bối cảnh trên thì bên đen cũng rất khó đi, lập tức là phần cờ cho tiến xe chiếu ngay để đối công. Các bạn thấy thêm trong bối cảnh đó mà cầm mã 1 tiến 3 thì sao? Đánh như vậy thì bên tiên hoàn toàn có thể cho tách tướng qua thôi.
và sau hình cờ trên thì bên đen sẽ hết thế công và thủ thì cũng rất khó trong bối cảnh trên. Các bạn thấy ngay đang mở đường cho tiến xe chiếu, trong bối cảnh đó mà cầm xe vào che trung lộ thì mất xe ngay, hình cờ rõ ràng là thua nhanh. Mã 3.5 chết xe ngay. Trong một phần khác các bạn sẽ cùng đón xem. Trong hình cờ đó cho lệch tướng qua, thậm chí bị thua ngay với phần cờ cho phế xe đánh cục. Các bạn sẽ cùng đón xem phần cờ trong thực chiến đến từ Dương Thành Chủ Sở Lữ Khâm, ông cho tiến xe chiếu ngay. Bên đỏ cho hạ sinh về để tránh đòn. Và tiếp theo phần cờ cho thoái pháo về đáy để phòng thủ một đường cờ có phần sai lầm đến từ bên đen. Ngoài bên trên thì bên đen có thể chơi tấn công bằng hệ thống cờ mã 1-3, mặc dù vậy đây vẫn là bối cảnh mà bên đỏ ưu thế hơn khá nhiều trong hình cờ như vậy. Các bạn sẽ cùng đón xem phần cờ trong chính cục, pháo 6 tới 2. Để cho bên tiên có thời cơ cho thoái mã về ngay để mở đường tấn công. Đường cờ tấn công quá mạnh dành cho bên đỏ. Bên đen tự 5 tiến 7 và bên tiên lập tức cho phế mã ngay để có đường cờ mượn đường chạy xe vào trung lộ chứa rút. Sĩ vạch qua. Bình chiếu. Sĩ 1 tiến 5 và tiếp theo phần cờ cho bình xe qua chứa rút bắt chết xe đến từ bên đen. Và sau vị cờ trên thì bên đen của Lữ Khâm ông đã buông cờ xin thua cho phần cờ đó, bởi các bạn thấy ngay đánh tiếp có tự 3 tiến 5 lập tức bị phần cờ cho thoái xe về ngay để bắt chết xe. Hình cờ hơn quân, đồng thời thế công đến từ bên đen là không còn. Như vậy là với kết quả trên thì Bạch Miêu Tô Tung Trinh đã xuất sắc vượt qua được danh thủ Lữ Khâm trong khuôn khổ của giải thi đấu cờ chớp Quảng Kỳ Bôi năm 2022, vòng thi đấu 16 người chọn 8. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn. Rất mong nhận được từ các bạn những lượt like, đăng ký, đón chào những video mới của kênh trong thời gian tới đây, đặc biệt là về giải đấu Quảng Kỳ Bôi năm 2022, một giải cờ chớp đỉnh cao của làng cờ tướng Trung Hoa.